Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình thực hiện video này là mình muốn giới thiệu với các bạn là cái cách lấy hàng xỉ dưới chợ Ninh Hiệp. Trên màn hình của các bạn đó là mình đang dẫn một chị ở miền Nam, hay nói chính xác hơn là chị trong Quảng Nam. Chị đã quen mình trên YouTube và chị đã rất là tin tưởng mình, gọi điện và liên hệ trực tiếp bên mình và nhờ mình dẫn đi lấy hàng. Anh chị này là một chuyến mới chuẩn bị mở shop các bạn ạ, mấy ngày nữa anh chị mới khai trương cơ. Nhưng mà anh chị rất là nhiệt tình và rất là muốn được vào gặp mình và nhờ mình dẫn đi lấy hàng. Và mình cũng rất là ok, mình đã nhận lời và đưa anh chị lấy hàng. Anh chị đã bay từ trong Quảng Nam ra đây một ngày và chờ mình ở dưới chợ. Và bây giờ thì mình đang đưa anh chị lấy hàng. Như các bạn đã biết là bây giờ nó là cái thời tiết giao mùa, nếu mà mở cửa hàng vào thời gian này thì nó cũng tương đối là khó với mọi người. Bởi vì nó là có hàng thu và hàng hè lẫn lộn nhau. Nếu như mà các bạn xem cái thời tiết ở nơi các bạn sinh sống, nếu mà trời còn nóng thì các bạn nên lấy cả hàng hè. Nếu mà trời mà đã se lạnh như ở miền Bắc bọn mình thì bọn mình đã lấy hàng thu hết rồi các bạn nhé. Và như ở trong Quảng Nam của chị này thì thời tiết nó đã vẫn còn nóng các bạn, nên là chị ưu tiên nhặt hàng hè nhiều hơn là hàng thu đông. Dĩ nhiên là mình cũng góp ý với chị rằng là bởi vì đây là cái thời tiết giao mùa nên là mình sẽ nhặt hàng thu đông thêm, để khi mà trời lạnh xuống thì chúng ta có đồ thu đông để bán luôn. Còn đồ hè thì chúng ta cũng lấy nhưng mà nó lấy số lượng vừa phải thôi. Đó, các bạn nhìn thấy đấy, ở dưới chợ thì mỗi nhà sẽ chuyên một mẫu khác nhau. Ví dụ như một nhà chuyên áo thì họ sẽ chuyên rất là nhiều loại áo. Nhà nào chuyên váy vóc hoặc chuyên quần thì họ sẽ chuyên riêng mặt hàng đó. Thật ra là nếu là đến khi đến một nhà thì các bạn chỉ thể lấy được một hai mặt hàng thôi, không thể lấy đầy đủ các từ quần, từ áo, từ váy vóc được. Đây là chị đang đi xem váy này các bạn này. Đây là một nhà chuyên váy các bạn nhé, các bạn có thể nhìn thấy trước trên màn hình. Đó, chị đang chọn váy. Nhưng là nhà này chỉ chuyên váy thôi các bạn ạ. Không đánh lẫn lộn quần áo khác vào nhé. Và mình cảm thấy rất là vui bởi vì là đã được anh chị tin tưởng, cũng như được tất cả các bạn bè trên mọi miền tổ quốc gọi điện nhắn tin rồi là nhờ mình tư vấn cũng như là hỗ trợ các bạn trong cái việc mà các bạn mở cửa hàng. Thật ra là cái kinh nghiệm của mình thì nó cũng không phải là quá nhiều hay là dày dặn, mình cũng chỉ có 6 năm trong nghề thôi. Nhưng mà bởi vì là những cái việc bỡ ngỡ những ngày đầu mở cửa hàng thì ngày xưa mình không hề có ai hướng dẫn, không hề có ai dẫn dắt mình cả, mà mình tự mày mò đi lên các bạn ạ. Đầu tiên thì cũng lôm côm lắm, lấy lộn xộn lắm ạ, không theo một cái chuyên môn hay là theo một cái mẫu nào cả. Mình cứ lấy lộn côm linh tinh cả. Nhưng mà sau đấy thì cứ bán dần thì mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm là khi mình xác định chuyên một mặt hàng nào đấy thì mình nên chuyên mảng đó. Ví dụ như là mình chuyên về mảng học sinh sinh viên, mình không chuyên công sở các bạn nhé, thì mình chuyên về học sinh sinh viên, mình lấy theo ý của mình hoặc là lấy theo cái xu hướng mình đang sống. Đây các bạn nhìn này, đó, rất là nhiều đồ thu đông đẹp luôn. Và đây đa phần là hàng Quảng Châu cao cấp các bạn nhé. Trước mặt các bạn đây lại là một nhà chuyên về chân váy. Các bạn ơi, chuyên về chân váy, chuyên về chân váy và thêm cả những cái váy bánh bèo. Anh chị, mình giới thiệu qua với anh chị này. Anh chị này thì rất là hiền lành, rất là dễ gần, cũng như là thật thà lắm ạ. Thấy hiền lắm các bạn ạ. Bởi vì là qua cách nói chuyện giao tiếp thì mình thấy anh chị tin tưởng mình tuyệt đối luôn đấy ạ. Bởi vì các bạn biết rằng là hai người ở hai phương trời xa khác nhau, nói chung là xa đến mấy nghìn km, nhưng mà chỉ có xem mình vài cái video của mình, nói chuyện với mình qua điện thoại thôi, nhưng mà đã ra ngoài này và hẹn gặp mình. Đó, nên là mình rất là trân trọng và nhiệt tình giúp đỡ lại anh chị luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi một ngày để lấy hàng cho anh chị. Buổi sáng thì mình sẽ cố gắng lấy sớm đến trưa, xong là buổi chiều mình sẽ chuyển sang lấy đồ nam, còn buổi sáng là sẽ lấy đồ nữ. Đồ nữ thật ra là sẽ lấy lâu và mất thời gian hơn, là bởi vì sao? Bởi vì đồ nữ nó rất là nhiều mẫu mã. Thứ hai nữa là đồ nữ thì nó đa sắc thái, đa phong cách, đâm ra là phải nhặt nhạnh lâu hơn, cũng như là chọn mẫu cũng phải kỹ lưỡng hơn, là không như đồ nam. Nên là cái việc dẫn anh chị này đi lấy hàng một ngày mình sẽ chia làm hai video. Một video là sẽ hướng dẫn anh chị lấy hàng buổi sáng, và một video mình sẽ hướng dẫn anh chị lấy đồ nam vào buổi chiều. Để các bạn hãy theo dõi video của mình để biết cái cách mà các bạn ở tỉnh xa muốn ra chợ Ninh Hiệp lấy hàng xỉ thì các bạn lấy hàng như thế nào. Và nếu như bạn nào mà gặp khó khăn về vấn đề đi lấy hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình, mình sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc. Còn nếu mà các bạn cần thiết nữa thì các bạn có thể là liên hệ để mình đưa đi như anh chị này. Cái đó thì chúng ta sẽ trao đổi sau các bạn nhé. Đó các bạn thấy không? Đã có hàng thu, hàng hè lẫn lộn nhau. Và nếu như mà một người mới đi buôn xuống chợ rất là bỡ ngỡ, sẽ không biết là mình nên lấy cái gì để mở hàng và cửa hàng cần có những cái gì. Và trước khi mà anh chị ra ngoài Bắc này thì mình cũng đã phải lên chương trình, lên kế hoạch cũng như là một cái bản
thiết kế về lấy những mẫu mã cho anh chị xem qua. Anh chị cảm thấy ưng, cảm thấy hợp lý và cảm thấy logic thì các anh chị ok là mình sẽ cứ lấy theo cái mà mình đã phác họa ra thôi. Cái gì thiếu thì mình bổ sung thêm các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn không lên chương trình và các bạn chỉ xuống chợ và các bạn cứ bảo là xuống chợ các bạn lấy thì các bạn sẽ rất là hoang mang. Các bạn sẽ không biết cân đối số tiền các bạn có trong người là bao nhiêu. Ví dụ luôn nhá, ví dụ như là anh chị này đang có 100 triệu các bạn ạ. Và anh chị muốn là lấy 50 triệu đồ nam và 50 triệu đồ nữ thì mình sẽ phải lên cho anh chị một cái chương trình 50 triệu đồ nữ lấy gì và 50 triệu đồ nam lấy gì để làm sao mà cái số tiền hợp lý mà lấy đầy đủ tất cả các mặt hàng. Các bạn vừa nhìn thấy trên màn hình là khi mà chúng ta gọi hàng xong nhá thì sẽ chủ shop sẽ cho ghi cho chúng ta một cái toa hay là gọi là một cái Zalo để chúng ta về chúng ta có thể nhìn thấy cái giá trên đó chúng ta làm hàng, hoặc là sau này chúng ta muốn lấy ảnh của cửa hàng thì chúng ta có thể vào cái Zalo đó, truy cập Zalo đó để lấy ảnh của cửa hàng chúng ta đăng lên để chúng ta bán. Và cái ảnh cái toa đó nó rất là quan trọng để cho cái việc mà sau này các bạn đi lấy hàng mà bị lỗi hoặc bị hỏng gì đó, các bạn có cái toa cái ảnh đó để các bạn gửi lại cho người ta để người ta có thể đổi hàng cho các bạn. Nếu như các bạn không có ảnh, không có toa cái Zalo đó thì sau này các bạn sẽ rất là khó khăn trong việc các bạn đổi hàng các bạn nhé. Đây ạ, một nhà này rất là nhiều váy này các bạn này, váy từ thiết kế, váy hàng thiết kế này, váy công sở này, váy bánh bèo này, rất là đẹp luôn, rất là nhiều mẫu mã đa dạng luôn đó. Còn bên này thì nhà anh này thì nhiều mẫu mã theo kiểu khác nhau, có cả từ áo khoác này. Năm nay nói chung với các bạn là mẫu mã mới của cái năm 2020 này xu hướng là tất cả những áo khoác rất là điệu và nhìn rất là xinh luôn. Chúng ta có thể phối rất là nhiều kiểu cách. Đây, quay trở lại. Chị đang chọn váy này các bạn. Nhà này rất là nhiều váy luôn, quá nhiều luôn. Đó ạ. Nhìn nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà trong cửa hàng nó phải trên dưới 100 mẫu đấy các bạn ơi, rất là nhiều các bạn nhé. Họ treo giày thôi chứ còn hàng thì người ta sẽ để trong túi bóng hoặc là trong kho, khi các bạn lấy số lượng bao nhiêu thì người ta sẽ vào kho người ta lấy. Mẫu mã rất là đa dạng và xinh luôn các bạn ơi. Đẹp lắm các bạn ơi. Để thật sự là đối với những người mới đi buôn xuống chợ thì thật sự các bạn sẽ rất là hoa mắt. Bởi vì các bạn sẽ không biết là lấy những cái gì, bỏ những cái gì và chọn những mẫu mã nào mới. Thật ra mình không phải là tự hào là bởi vì mình là người biết đi buôn hay là như nào mà có kinh nghiệm chia sẻ. Mà thực sự là chỉ với những người hay đi xuống chợ, nghĩa là đi đều xuống chợ, một hai ngày các bạn xuống chợ ấy, các bạn đi liên tục như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng những mẫu mới là mẫu mới ra này, hoặc là những mẫu này là của tháng trước, hoặc những mẫu này là đã lấy rồi này, hoặc là những mẫu này không còn hot này, thì phải những cái người chăm đi hay đi thì tinh mắt thì mới để ý cái việc đó. Thật ra thì hàng cũ mới họ để lẫn lộn các bạn nhé, mẫu mới mẫu cũ họ để lẫn lộn, nếu các bạn không tinh mắt các bạn không bao giờ biết được. Trước mặt các bạn là một cái mẫu. Các bạn ơi, hiện tại là mình và anh chị này đã lấy hàng đến tầm khoảng 11 rưỡi trưa rồi ạ. Và đây là bữa cơm trưa của ba anh em. Mình đã dẫn anh chị đến quán ăn và ăn tạm bữa trưa để tranh thủ nghỉ trưa giải lao một chút xíu, rồi chúng ta sẽ bắt tiếp tục cái công việc là đi lấy hàng vào buổi chiều cho đồ nam. Các bạn xem video của mình thì nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình và cho mình những cái đóng góp ý kiến, và nhớ là đừng bỏ lỡ cái video thứ hai của mình dẫn anh chị lấy đồ nam các bạn nhé.